Sau 5 năm, chương trình phát triển vật liệu xây không nung của chính phủ được triển khai, nhiều nhà máy sản xuất gạch trên cả nước đã có những thay đổi đáng kể. Trong đó, công ty cổ phần gạch Tuy Nen, Bình Định là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư dự án nhà máy gạch không nung với hai dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu và gạch bê tông nhẹ khí chân áp AAC đáp ứng đúng tiêu chí sản xuất vật liệu xanh. Đến nay, nhà máy gạch này đạt công suất 50 triệu viên gạch không nung quy chuẩn mỗi năm, 10 triệu viên gạch không nung xi măng cốt liệu và 100.000 mét khối gạch không nung bê tông nhẹ AAC. Trong đó, gạch bê tông nhẹ khí chân áp AAC là vật liệu xây dựng chất lượng cao khi có trọng lượng siêu nhẹ, độ bền cao cùng nhiều tính năng vượt trội so với gạch đất sét nung truyền thống. Thực hiện cái chỉ thị 586, quy định 586 của chính phủ về chuyển đổi gạch đất sét nung sang gạch không nung theo cái chương trình của lộ trình của chính phủ đến năm 2020, thì chúng tôi là đơn vị tiên phong của tỉnh Bình Định thực hiện cái việc chuyển đổi, là từ năm 15 chúng tôi đã đầu tư giai đoạn là cái gạch không nung xi măng cốt liệu với công suất là 10 triệu viên. Đến nay, doanh nghiệp này đã đầu tư được nhà máy sản xuất trên tổng diện tích hơn 3.000 m2, cũng như vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Hiện nay, chúng tôi giai đoạn 2 đang tiếp tục là các chuyên gia nước ngoài đang lắp đặt thiết bị cho dây chuyền công nghệ gạch khí chân áp AAC. Đây là một cái công nghệ mới và hiện đại nhất của châu Âu được đưa vào Việt Nam. Trong chiến lược bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng suốt 15 năm nay, doanh nghiệp đều giữ nguyên giá thành sản phẩm. Đặc biệt, để khuyến khích khách hàng sử dụng gạch không nung thân thiện với môi trường, hiện doanh nghiệp đang áp dụng chương trình giảm giá 5% cho sản phẩm này.